Xin kính chào bạn vị và đây là chiếc Huawei Nova 5T. Xin lỗi anh em một chút nếu như mà hình ảnh và âm thanh anh em nghe chưa thực sự xuất sắc. Thế thì Nova 5T sau khi sự kiện xong thì mọi người nhận thấy đây là một chiếc máy có cái giá bán cực kỳ ấn tượng. Nó là ấn tượng nhất của các dòng sản phẩm mà Huawei đã từng đưa ra ở Việt Nam. Một sản phẩm Nova được làm lại hoàn toàn mới, nó có nhiều thứ của một chiếc điện thoại cao cấp, như cái màn hình của nó là màn hình đục lỗ. Tiếp theo là nó có cụm 4 camera có thông số rất là khủng khiếp, và nó sử dụng con chip là Kirin 980, dung lượng RAM lớn, và cuối cùng là giá bán của nó chỉ 8990, mà trong khi đó còn một cái phiếu quà tặng 1 triệu đồng. Và mình sẽ để link mô tả xuống bên dưới bởi vì nó sẽ bán độc quyền ở trên Lazada. Ok, bây giờ thì mọi người sẽ xem thực tế sản phẩm này nó như thế nào. Cái đầu tiên là về thiết kế thì năm nay nó sẽ chỉ có một màu độc nhất là cái màu tím giữa hạ này. Để các bạn thấy là màu sắc của nó khá hay đúng không? Nhìn này. Đó, nhìn cái chữ Nova của nó được làm theo cái logo năm nay làm mới là theo một cái hình vuông có chữ Nova đặt ở bên trong, và toàn bộ mặt lưng của nó sẽ có chữ Nova là nó để liên tục chồng chéo nhau, và nó được làm mờ. Dưới cái tổng thể của nó là màu tím, nhìn khá là hay, màu sắc khi nghiêng ra nó đổi cũng cực kỳ là lạ mắt. Huawei cũng không để dòng chữ là điện thoại Huawei hay Nova để bên trên mà để thấp xuống dưới, và chúng ta chỉ thấy logo của Huawei khi nó nằm ở chính cái cụm camera này, cũng có biểu tượng 4K ở đây. Thông số camera bao gồm một cam chính 48 megapixel có cảm biến của Sony, và chúng ta sẽ có khẩu độ f/1.8, camera siêu rộng là 16MP f/2.2, một máy ảnh đo chiều sâu 20MP và một máy ảnh macro. Thì cái máy ảnh macro này để làm gì? Mình có một số tấm đây, trước mình có đi ăn MC Donald và McDonald, nhưng có mấy người đọc kiểu như vậy khá là buồn cười. Và các bạn thấy đây, những tấm ảnh chụp siêu macro của mình đấy, so với những cái tấm ảnh chụp góc rộng các thứ đây, khá là hay, nó cho cận cảnh hơn và cũng như chi tiết hơn làm nổi bật. Vâng, và những cái tấm ảnh khác, ví dụ mình thử đây chụp ở trong nhà, chụp phía sau này, các bạn lưu ý cái backdrop là cái màn hình nhé, và nó rất là sáng, nhưng mà cái này có thể xử lý HDR khá tốt. Chung là camera của nó khá là ổn và mình sẽ đánh giá chi tiết của nó hơn, nhưng hiện tại là mình thấy ấn tượng với cái cụm camera này. Tiếp theo là về màn hình, thì đây là một chiếc máy có màn hình 6.3 inch Full HD Plus, tuy nhiên thì nó có cái đục lỗ bên trên. Đây là một cái đục lỗ sáng tạo, tức nghĩa là như thế nào? Về cơ bản để tạo ra cái màn hình đục lỗ này thì thường có kích thước khá lớn, và bên cạnh đấy thì các nhà sản xuất cần phải đục cả tấm nền và tấm nền màn hình hiển thị. Tuy nhiên chiếc máy này thì nó sẽ giữ nguyên cái tấm nền màn hình hiển thị, chỉ tắt các cái điểm pixel đi để cho nó đen đi thôi, còn lại nó chỉ đục cái phần kính. Và cái này mình sẽ có video riêng giải thích cho mọi người sau, chứ không nói trong video này khá dài. Nhưng cái lỗ màn hình này của nó chỉ là 4.5mm và đang là nhỏ nhất theo những gì mà Huawei họ công bố, và vì vậy nên các bạn thấy là nó không có bị chướng mắt, nó không nằm ở giữa mà nó nằm ở góc, và chúng ta hoàn toàn có thể cảm thấy là nó không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm. Và khi kéo thanh báo động thái xuống và các thứ thì các bạn thấy đây, giao diện trắng này, mình thấy đây là một cái lỗ cảm thấy rất là dễ chịu, nó không bị phình to quá. Về cấu hình thì hiện tại chiếc máy đang chạy Android 9, có phiên bản MIUI 9.1.0, đặc biệt là GPU Turbo nó là phiên bản V3.0, Kirin 980 và có 8GB 128GB bộ nhớ. Hiệu năng của chiếc máy này thì là khá nhanh và mượt. Thực tế ra thì mình không phải là một người chơi game nhiều, tuy nhiên thì các bạn thấy là với những gì mà mình có được trên chiếc máy này, khi thao tác sử dụng hàng ngày, mình chơi một số game nhẹ nhàng thì nó xử lý đáp ứng được mọi thứ mình cần. Con chip Kirin 980 thì vẫn là một con chip mạnh mẽ và là chip của flagship như là trên cái chiếc Huawei P30 Pro, chứ nó không phải là một con chip tầm trung, nên đây là một điểm bất ngờ. Cái cuối cùng đó là về Google Play Store hay các thứ, thì chiếc máy này cũng có được hỗ trợ đầy đủ, nó không có bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và cũng như là Mỹ. Thành ra là các bạn thì yên tâm. Đây các bạn thấy là tất cả những cái dịch vụ Google Play Store các bạn có sẵn và cài đặt được, và Huawei sẽ tặng cho các bạn là 2 năm bảo hành. Và nếu trong 2 năm đấy mà Google dịch vụ nào mà không chạy được thì họ sẽ có nhiệm vụ bảo hành hay là hoàn tiền cho các bạn. Nên anh em thì yên tâm về vấn đề này. Và chắc chắn là nó cũng được nâng cấp luôn nha anh em. Đây là MIUI 9 và họ cũng nói rằng cũng sẽ được nâng cấp lên Android 10 mới nhất luôn. Đó. Về vân tay, chiếc máy này không đặt ở bên trong màn hình, giống như đại đa số bây giờ mà nó đặt bên hông, và 0,3 giây, nhanh lắm. Cách vân tay này rất nhiều hãng là làm. Bản thân nhà sản xuất này đã từng làm cái điện thoại cảm biến vân tay bên hông ngày xưa khá lâu rồi, và như Sony là cái mà các bạn hay thấy ở Việt Nam nhất. Và phía bên cạnh trái của nó cũng là khay cắm SIM, và bên dưới là cổng sạc Type-C, nó có sạc nhanh. Và các bạn nhớ lưu ý cho mình, lo ngoài. Và các bạn nghĩ sao về chiếc smartphone này? Các bạn hãy comment cho mình biết ý kiến ở bên dưới, và cũng như là có thể tham khảo giá bán của nó thông qua link của Lazada. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Thông số camera của nó thì như các bạn có thể thấy, mình mở lại cho chắc.